vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với nhà trực tiếp tại thị xã Long Khánh nha mẹ. Để theo dõi chiếc cầu giao hữu của các cầu thủ 97 Vô Lất và các cầu thủ đá VFC. Như vậy một vòng đá bóng cùng chính thức được bắt đầu. Dĩ Đăng, Huy Đăng, Thừa Bằng Leo, Quang Trung. Tình huống dứt điểm bóng đi ra ngoài. Một trong những hội đấu tiên mà cầu thủ của 97 Vô Lất tạo ra. Sự ngược cầu và đang tiếp tục thường cao bao. Đáng chứa đỡ, Quang Trung. Huy Đăng, Vendo, chính xác là như vậy. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã có cho những nỗ lực tấn công của cầu thủ 97 Vô Lất. Một tình huống cứu bóng và người thực hiện đường truyền để phát động tình huống tấn công này đó là số 6 Thừa Cà Mau. Trước đó thì Sĩ Đàng cũng đã có một khoảng trống khá lớn nhưng anh vẫn đủ khoảng trống nguy hiểm. Tình huống xoay người dứt điểm nhưng bóng đi thẳng đến vị trí thủ thành bên phía 97 Vô Lất vẫn còn. Hai pha chơi liên tiếp nhưng khá lộn xộn. Thừa Bằng Liêu, Đáng Chí Đỡ, khoảng trống nhưng đó là đường chuyền và cú đúp của Fernando Hòa. Tình huống phản công cũng khá nhanh. Tình huống 3-2 dành cho cầu thủ của 97 Vô Lất và lại là một lần nữa Đáng Chí Đỡ là người đã thực hiện đường chuyền. Và kiến tạo thứ hai của anh dành cho và có vẻ như anh sẽ chơi đúng vị trí mà số 8 để lại. Đường chuyền nguy hiểm. Ngay ở tình huống chạm bóng đầu tiên thì Ba Thiện đã có một pha bóng khiến cho thủ thành đối phương phải làm việc. Nhận trọng tay, tình huống ra chân từ xa khá nguy hiểm, buộc cho thủ thành đối phương phải đẩy bóng ra ngoài và chấp nhận tình huống đá một cách tiếp theo nữa dành cho đối phương. Tiếp tiền vệ trung tâm cho các thủ đá men xe. Nguy hiểm, đường chuyền, đó là bàn thắng. Sau quá nhiều những nỗ lực thì họ không có bàn thắng để rút ngắn khoảng cách cho mình. Và người ghi bàn đó là vị trí của Minh Thuận, cầu thủ mà số 11 bên phía các thủ đá men xe, với bàn thắng cực kỳ quan trọng ở trong những phút cuối thì cơ hội sẽ lại nhận trọng tài. Bá Thiết, William, tình huống sửa bóng và bàn thắng để tiếp tục vươn lên. Tỷ số đã là 3-1 và khoảng cách lại được thiết lập lại 2 bàn. Người ghi bàn đó là Bá Thiết và tình huống vượt qua hệ thống phòng ngự đến hai cầu thủ bên phía đám MC và tình huống đường chuyền nguy hiểm đánh chặn đó là xin tiền chấp bên bóng nhưng không thể vượt qua được thành của bạn và đang có sự chắc chắn nhất định cho thành số 1 của 97 Vô Lất. Lâm Vũ, một bóng nguy hiểm, Thủy Pháp, khoảng trống và đó thì uống ra chân để rút ngắn khoảng cách dành cho các cầu thủ của đám MC. Kịch bản đã thay đổi ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Hệ thống phòng ngự bên phía các cầu thủ 97 Vô Lất đã để cho Thủy Phạm có một khoảng trống quá lớn. Tiếng xuất sắc lấy bóng hợp lệ, Thủy Phạm vẫn là Thủy Phạm quyết định đột phá. Thành Trạng nguy hiểm, tỷ số là 3-3. Quá rông vánh. Với bàn thắng vừa rồi của Thanh Trạng thì đó đã giúp cho đội BC lần đầu tiên họ đưa cho cầu mình trở lại trạng thái cân bằng. Nhưng nó cũng khá hợp lý và nó xứng đáng với những nỗ lực của các thủ áo vàng. Chủ động bắt bay Thanh Trạng. Tình huống 3-3 dành cho các cầu thủ của đội BC. Hợp lý, Thanh Trạng liệu có cú đúp? Chính xác là như vậy. Bàn thắng để giúp cho các thủ đá BC vươn lên trước đối phương. Tình huống thoát xuống và đồng đội bờ biên cực kỳ hợp lý. Nỗ lực xoay sở trước đó là của Thanh Trạng và Thanh Trạng đã thực hiện tình huống dứt điểm.
Phen Tân Đô Hoa vẫn còn khá lợn rộn. Bóng đá đang gọn trong tay của Thu Thanh Tú. Tình huống rất đẹp dạng, khá khó chịu. Khá may là Thu Thanh Tú vẫn có thể đặt phá. Get down, 'cause I'm here to flow, flow, flow. Chiến cầu vẫn đang được tiếp tục. Flow. Get down, 'cause I'm here to flow, 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 flow. William, có vẻ như một tình huống đá phạt thành bàn. Tình huống đá phạt từ khu vực sân nhà và tỷ số đã là 4-0. Một trận đấu chính thức cuối cùng và các thủ của 97 và lớp đã đưa cho cầu của mình trở lại trạng thái cân bằng. Khi mà Kim Ba Bê được sử dụng thì chúng tôi đã nói đến khả năng dứt điểm từ xa của anh. Nhưng lần này thì pha là bàn từ đến từ một. Những sự trở lại của các thủ làm BNC trước đó và lúc này họ đã đuổi đuổi mình của mình về sau. Và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận cầu này. Một trận cầu với khá nhiều những bàn thắng mà cái bóng đá tạo ra, những cơ hội mà cái bóng đá có. Và tỷ số chung cuộc là 4-0. Một trận cầu không đến nỗi nào. Và cũng giúp cho chúng ta có một kết thúc một buổi sáng với trận cầu. Và cảm ơn hai đội bóng đã đến với trận cầu này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm rồi. Đến đây thì anh em ekip Play Bóng Đá và nơi chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn ở trong những trận cầu tiếp theo.